Tẩy trang là bước quyết định khi bạn mong muốn một làn da khỏe và không có mụn. Chính vì vậy mình rất đầu tư vào sản phẩm tẩy trang và đã khám phá được rất nhiều loại tẩy trang tốt với mức giá khác nhau. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một dòng tẩy trang siêu nổi tiếng và có chất lượng tốt, tẩy trang Garnier. Đôi nét về thương hiệu Garnier. Thương hiệu Garnier là thương hiệu mỹ phẩm Pháp, bắt đầu có mặt trên thị trường mỹ phẩm năm 1904, sau này được L'Oréal mua lại. Garnier được biết đến nhiều nhờ các sản phẩm có chiết xuất tự nhiên với các nguyên liệu thiên nhiên như các loại hạt, trái cây, lá thảo dược, phù hợp với nhiều loại da khác nhau và phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, Garnier nói không với thử nghiệm trên động vật và cam kết ngừng sử dụng nhựa nguyên sinh từ năm 2025 các sản phẩm bao gồm như chăm sóc da tóc. Trong đó phải nói đến dòng sản phẩm nước tẩy trang, điều làm nên tên tuổi của Garnier. Có tới 3 sản phẩm tẩy trang khác nhau, nhưng mình sẽ tập trung vào dòng chính là dòng màu hồng, dòng mình hiện đang sử dụng nhé. Sản phẩm nước tẩy trang Garnier với thiết kế chai nhựa trong suốt, có thể nhìn rõ sản phẩm bên trong. Mọi thông tin và thành phần đều được ghi rõ trên vỏ chai. Phần nắp được thiết kế giống như hoa hồng là điểm nhận dạng nổi bật của sản phẩm tẩy trang của hãng. Thành phần chính, glycerin, hoạt chất cung cấp độ ẩm cho da, giúp da không bị khô sau khi tẩy trang. Mila Water, chứa các hạt phân tử có tác dụng lấy sạch lớp make up và bụi bẩn ở trong lỗ chân lông, giúp lỗ chân lông thoáng và hạn chế tình trạng mụn ẩn. Ethylene glycol, khóa ẩm cho da, disodium EDTA, giữ độ pH của da ở mức ổn định. Ngoài ra, sản phẩm đảm bảo không chứa chất tạo màu, chất tạo mùi, paraben, dầu mineral nên phù hợp nhiều loại da khác nhau, đặc biệt là da nhạy cảm. Cách sử dụng. Bước 1. Cho một lượng vừa đủ dung dịch nước tẩy trang Garnier màu hồng ra bông tẩy trang. Bước 2. Nhẹ nhàng di chuyển miếng bông trên mặt theo hình tròn kim đồng hồ để lấy sạch mọi bụi bẩn. Bạn nên tẩy trang cả vùng cổ để làm sạch và tránh lão hóa vùng da cổ. Mặc dù hãng nói sử dụng tẩy trang xong không cần rửa mặt, nhưng bạn vẫn nên rửa bằng sữa rửa mặt để gia tăng hiệu quả làm sạch. Điểm nổi bật, với thành phần như vậy nên tẩy trang Garnier nắp hồng làm sạch da nhanh chóng, lấy đi lớp bụi bẩn và dầu thừa trên da bạn cả ngày. Đặc biệt nhờ có các hạt phân tử nên dễ dàng đi vào trong lớp chân lông, hạn chế được tình trạng mụn và sản phẩm tẩy trang tốt vì không hề làm khô hay rách da, vì có glycerin cung cấp cho da một độ ấm nhất định sau khi lau sạch bụi bẩn. Sản phẩm không có công hiệu nên những bạn bị nhạy cảm về mùi hương có thể yên tâm sử dụng mà không lo bị vấn đề nào xảy ra. Dung tích khá lớn, sử dụng được trong 3 đến 4 tháng đều đặn hàng ngày được, giá thành khá rẻ, phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên. Thành phần lành tính nên sử dụng được cho hầu hết tất cả loại da, đặc biệt là da nhạy cảm, hoặc những bạn đang gặp phải vấn đề về da như tổn thương sau nặn mụn hoặc bị tình trạng mụn viêm và trứng cá nhiều. Nhược điểm, vì thành phần nhẹ và dành cho da nhạy cảm nên tẩy trang không tẩy được tốt với các mỹ phẩm chống nước. Bạn phải dùng ít nhất 2 bông tẩy trang và để 1 đến 2 phút rồi mới bắt đầu lau như bình thường. Dễ dính phải hàng fake do độ phổ biến và lượt mua rất cao. Đánh giá về tẩy trang Garnier nắp hồng của vài bạn đã sử dụng, loại này dùng rất ổn cho da nhạy cảm và các bạn make up nhẹ luôn, dùng kem chống nắng cũng ổn, nhẹ dịu, da mình rất nhạy cảm nhưng dùng rất ổn. Bạn Kiều Giang, Shopee, mình đã dùng đến chai thứ 4 rồi, tẩy trang dùng tốt, sạch nhưng không làm khô da, cũng không bị ẩm dính nếu chưa kịp rửa lại với nước. Bạn Little Love, Shopee, nhìn chung với chất lượng và mức giá tốt như vậy, nước tẩy trang Garnier nắp hồng hoàn toàn là một sự lựa chọn tuyệt vời trong việc chăm sóc và làm đẹp da, nhất là cho các bạn mới bắt đầu tập dưỡng da. Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại link mô tả bên dưới nhé.